đến với chương trình ngày hôm nay. Còn có một nhân vật rất là đặc biệt đến với chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thiết kế thời trang Trương Thanh Long được đến xem sản phẩm mới của Zenfuto. Xin mời anh em cùng trải nghiệm cùng cô với anh. Tôi nghĩ rằng là khi mà sử dụng